Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam uy tín hàng đầu trên sàn Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau video. Mình vừa ăn một bát mì cay để mà đọc kịch bản này cho hoàn hảo. Cảm ơn mình đi. Theo bạn, tình yêu có sự chênh lệch về tuổi tác sẽ như thế nào? Một thiếu niên chưa trải sự đời muốn tìm kiếm hình dạng khi trưởng thành, và một người trải nhiều nhưng mắc kẹt trong sự cô đơn. Liệu rằng hai người này gặp nhau và gieo một hạt giống tình cảm, thì liệu nó có nảy mầm hay không? Cay quá. Đây là Akizuki Takao, một thiếu niên 15 tuổi, có ước mơ trở thành một thợ làm giày thủ công lành nghề. Như bao người trẻ cùng tuổi, cậu có niềm đam mê cháy bỏng với cúp học, nhất là vào những ngày mưa. Cậu thường trốn đến một ngôi đình trong công viên, và hôm nay, như bao ngày mưa khác, Takao lại đến nơi quen thuộc. Nhưng lần này, ở đây không chỉ có mỗi cậu, mà còn có một cô gái ăn mặc rất chỉn chu, dáng vẻ trưởng thành. Cô chị này làm Takao cứ một lát lại phải ngưng thiết kế giày mà đánh mắt nhìn sang. Thứ khiến cậu để ý nhất là cô này vừa uống bia vừa ăn sô-cô-la. Lạ nhỉ, bình thường người ta phải nhắm mực hay là nem mới chuẩn bài. Nhưng mà nói chung là có vẻ như Takao từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi, nhưng mà nghĩ mãi vẫn chẳng biết gặp ở đâu. Đến khi cậu vô tình làm rớt cục gôm và chị gái kia nhặt hộ, thì cậu mới cất lời hỏi rằng: "Mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ One-san? Chị nhìn quen lắm." Cô gái kia cũng đáp lại cậu rằng là chiều này mấy thằng trên Tinder dùng suốt. Và cậu uống bia tiếp. Nhưng sau một hồi ngó để ý lại Takao, cô gái lại quay xe với một câu trả lời khác rằng: "Ừ, có khi gặp rồi." Và rồi cô ngâm một bài thơ: "Âm mi sấm dội, cuồn cuộn mây trôi, mưa rơi răng lối, vọng người nhớ tôi." Rời đi trong sự ngẩn ngơ của Takao. Nói thêm một chút về Takao, thì gia cảnh nhà cậu cũng khá là bình thường. Phụ huynh thì sớm ly dị, cậu phải tự học cách chăm sóc bản thân. Cậu ở với một người mẹ hiếm khi dành cho cậu sự quan tâm. Và giờ thì bà đã bỏ đi ở với tình mới. Anh trai cũng đang dự định chuyển ra ngoài để mà ở cùng bạn gái. Ai cũng tươi trẻ với tình yêu, trừ Takao. Thời gian rảnh mỗi tối sau bữa cơm, cậu thường dành thời gian cho những thiết kế giày. Nhưng hôm nay, cô gái mới gặp và bài thơ mà cô ngâm cứ lẩn vẩn trong đầu cậu. Rồi những ngày nắng chiều lung linh, Takao vẫn đi học đều đặn. Nhưng thâm tâm cậu tự hỏi rằng mình có đang làm điều đúng hay không. Tâm trí cậu để dành hết cho những ngày mưa. Và mỗi sáng thức dậy mà thấy trời âm u và có những giọt nước rơi là cậu mừng lắm. Vẫn ngồi đỉnh nơi công viên, Takao lại gặp cô gái thích nhậu với sô-cô-la nọ. Mỗi người làm một công việc của riêng mình, nhưng Takao nửa vô tình nửa cố ý nhìn lén sang gót chân cô gái, rồi vẽ lại những đường nét đó vào bản thảo của mình. Có lẽ do đã từng gặp nhau một lần và cũng có vài câu vu vơ, nên lần này cả hai trở nên dễ dàng mở lời với đối phương hơn. Cô gái kia mới hỏi rằng tại sao Takao là học sinh mà lại trốn học hoài vậy? Và cậu cũng thắc mắc là tại sao cô lại trốn việc mà nhậu ở đây? Bọn họ, người trốn học, người bỏ làm. Đây chỉ là sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận? Mưa cứ thế mà giả dích phía ngoài. Và cứ những ngày giả dích như thế vào đầu mùa hạ ở Kanto, hai người lại gặp nhau. Dần dần họ đã không còn mạnh ai người nấy làm nữa, thay vào đó là cùng nhau nói chuyện. Đa phần là Takao nói, còn cô gái kia sẽ lắng nghe. Cậu kể cho cô về cả ước mơ tương lai, thứ mà Takao chưa từng chia sẻ với ai, kể cả là người nhà. Với Takao tầm này, mưa đi đôi với hạnh phúc. Dù là khi tối muộn hay sáng sớm, cậu chỉ cầu mong ngày mai sẽ là một ngày mưa giăng kín lối. Còn nếu trời nắng, thì cả ngày hôm đó là địa ngục. Nhưng lúc ấy thì cậu chỉ muốn xách cặp đi về mà thôi. Thời gian trôi đi và Takao nhận ra là mình chả biết gì về chị gái kia cả. Một chút cũng không, chị ấy cứ như là một bí mật. Chị là một người trưởng thành, đã đi làm, còn cậu thì chả là cái gì cả. Cậu biết rằng trong mắt người chị đấy thì mình có thể chỉ là một đứa trẻ tuổi 15 trốn tránh thực tại bằng cách vẽ giày. Và một quần nâu từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên trang Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm 199k cho một chiếc quần nâu chuẩn form. Chất xịn và mịn, mặc vào chưa chắc là quên đi thực tại nhưng mà chắc chắn là nhìn sẽ đẹp. Vì nó là kiểu quần chuẩn form theo phong cách tối giản, dễ mặc, dễ phối, đủ lịch sự để mặc đi làm và đủ thoải mái để mặc đi chơi. Từ giá gốc 380k nay chỉ còn 199k. 360 Boutique mang đến cho bạn một chiếc quần nâu dáng crop thời thượng, hạn chế nhăn, cúc ẩn tinh tế, được làm từ vải cốt tông lạnh mềm mịn, đủ dày để che nắng và đủ thoáng để mắt mông. Đồng hành cùng bạn xuyên qua cái nóng mùa hè, link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Trời vẫn mưa không ngừng nghỉ và đến hẹn lại lên, hai người lại có dịp gặp lại nhau. Lần này cả hai đều mang theo đồ ăn, và sau khi nếm thử đồ của chị ấy thì Takao cảm thấy có vị lạ lắm, cụ thể là cay vãi chưởng. Nhưng để mà giúp chị ấy khỏi ngượng ngùng, Takao bảo rằng mấy món này mùi vị cũng đặc trưng phết. Và sau đấy thì họ vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Đó là những phút giây thoải mái hiếm hoi của cô gái này. Cô gái mang tên Yukino Yukari, một con người trưởng thành với quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, đến độ mà vị giác của cô cũng bỏ cô mà đi. Thứ duy nhất mà cô thẩm được chỉ có bia và sô-cô-la. Nhưng mọi thứ dần được cải thiện sau những lần gặp Takao. Cô dường như vô định với dòng người tấp nập và ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Cô từng chỉ có thể nói chuyện với một người, là người yêu cũ của cô. Nhưng khi có biến cố xảy ra, anh ta chỉ nghe những lời thiên hạ đồn đại mà không lắng nghe cô. Chắc đấy là lý do mà họ trở thành người yêu cũ. Còn về người bạn mới gặp, cô coi cậu như một món đồ mỏng manh dễ vỡ. Nhưng khi ở bên cậu,
cô lại thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tương tự như Takao, Yukino mong chờ những ngày mưa, thấy mưa là cô cũng mừng lắm. Nhưng mưa rồi cũng tạnh và thời gian rồi cũng trôi. Loáng phát đã sang tháng 7, và trong buổi hẹn lần này, Yukino mang một cuốn sách về các mẫu giày tặng Takao. Còn Takao ngỏ ý muốn tạo hình một đôi giày tặng Yukino. Sau khi cảm nhận bằng tay, lấy kích thước cụ thể, Takao lấy hình dạng mẫu chân của cô. Và trong lúc đấy thì bỗng Yukino chia sẻ cảm nhận của cô về đôi chân của mình. Cô bảo rằng bản thân không đi đứng được bình thường và cũng chẳng thể tiến lên thêm được nữa. Takao thì kiểu đi cua bỏ ngang à. Takao thì nghe như nước đổ đầu vịt vì cậu nhận ra mình không thể ngừng bị cô ấy thu hút. Thời tiết bây giờ dần chuyển sang những ngày nắng mai hồng. Với người khác thời tiết này thật đẹp, còn với Yukino thì sao mùa mưa đi qua nhanh thế. Giờ đây cả những ngày nắng, cô vẫn đến ngôi đình quen thuộc. Nhưng những người cô gặp lại không phải Takao nữa. Thời gian này cô chỉ biết làm bạn với những vần thơ tan ca, cũng trông vắng phết. Tháng 8 đến, Takao của hiện tại đã bước vào kỳ nghỉ. Cậu dành toàn bộ thời gian vào công việc làm thêm để có thể chi trả phần học phí và cả nguyên liệu và dụng cụ làm giày. Phải chăng cậu đã quên người chị dưới mái đình mưa? Không, Takao vẫn nhớ chứ. Nhưng với cậu, nếu cứ đắm mình vào những ý nghĩ đấy thì làm sao mà trưởng thành được. Vậy nên, cậu tập trung hoàn thành mẫu giày dành riêng cho Yukino để mà giúp cô ấy có động lực tiến lên. Còn Yukino thì hiện tại thì cô vẫn luôn tự hỏi ngày mai thời tiết ra sao, vẫn uống bia với sô-cô-la, vẫn dưới mái đình ấy và vẫn bế tắc. Rồi tháng 9 bước sang, Takao lại quay về với công tác học tập. Một lần khi cùng đám bạn đi qua phòng giáo viên, cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Bất ngờ chưa, bây giờ cậu mới biết danh tính của người chị kia chính là giáo viên trong trường. Và bất ngờ hơn nữa khi cậu hay tin về Yukino. Theo lời chia sẻ của hai đứa bạn thì Yukino đã nghỉ dạy một thời gian vì stress và áp lực. Stress và áp lực là một cơ mà. Nguyên nhân là bởi vì một nam sinh đã nảy sinh tình cảm với cô. Và người yêu cậu ta thì kiểu ghen mà, nên là tung fake news gây khó dễ cho cô. Và vì cái tin bẩn đó mà hội phụ huynh gây sức ép. Còn ban giám hiệu thì chẳng có động thái gì bảo vệ giáo viên. Tính Yukino thì vốn quá lành nên cũng chẳng dám biện minh gì, và cứ thế mà ôm đau khổ cho bản thân. Nghe xong câu chuyện đấy, Takao xin thông tin của kẻ tung tin đồn kia. Rồi chẳng biết cậu lấy dũng khí ở đâu mà đến cuối ngày đã tìm đến con bé nọ và tặng cho nó một cái bạt tai. Tôi biết là không nên đánh nhau kể cả khi họ là gái hay trai, nhưng mà xem cảnh này cũng kiệt sướng phết. Nhưng Takao sau đó không sướng lắm vì cậu bị bê một trận bầm dập lên bờ xuống ruộng. Ngày hôm sau, tuy trời không mưa nhưng Takao vẫn mò đến ngôi đình nọ và gặp được Yukino đang ở chỗ mái hiên cạnh hồ. Trước cái sự chảy ra chóc vẩy của Takao, Yukino có phần hơi hoảng, và lúc này cậu liền ngâm một bài thơ tan ca. Dẫu sấm không vang dội, dù mưa chẳng tuôn rơi, chỉ cần em mong muốn thì ta sẽ chẳng rời. Đó chính là bài thơ hồi đáp lại bài mà Yukino đã đọc trong ngày đầu hai người gặp mặt. Sở dĩ vào ngày hôm ấy, Yukino không chia sẻ về bản thân vì scandal của cô đã nổi khắp trường, ai cũng biết đến. Chỉ riêng chàng trai này là không hay biết gì cả vì cậu chỉ sống ở thế giới của riêng mình. Nhưng mà có khi thế lại hay, và rồi cứ thế hai người bắt đầu những câu chuyện với nhau. Ông trời thì như hiểu ý, tiếng sấm rền vang, mây đen kéo đến, một cơn mưa xối xả ập xuống, nhanh và dày. Và thế là hai người vội vã chạy vào ngôi đình trú mưa. Để tránh cho Takao khỏi bị ốm, Yukino đưa cậu ấy về nhà của mình. Hôm đó có lẽ là ngày đặc biệt nhất đối với hai người. Nhìn thử xem, người con gái là ủi quần áo, chàng trai chuẩn bị bữa cơm. Sau ấy cả hai cùng vui vẻ thưởng thức, tạo nên một cảm giác đầm ấm tựa như một gia đình. Cái thứ cảm giác mà cả hai con người ấy đều đang thiếu thốn. Và chính cái khoảnh khắc hạnh phúc này đã thúc đẩy Takao đưa ra quyết định là cậu muốn đi. Cậu tỏ tình với Yukino trước lời ngỏ quá bất ngờ. Yukino sửa lại cách nói chuyện của cậu học trò kia sao cho đúng, chắc là từ chối rồi. Chưa qua nỗi buồn thất tình, Yukino lại bonus thêm cái sự suy cho Takao bằng một thông báo rằng cô sẽ về quê vào tuần sau. Trước khi tới ngày đó, cô sẽ thử luyện đi để sửa lại dáng chân của mình, và cô cũng gửi lời cảm ơn cậu vì thời gian qua. Takao đứng dậy đi về, bất chấp quần áo còn ẩm và cơn mưa còn căng. Yukino thoáng ngập ngừng nhưng cũng chẳng giữ cậu lại. Ngồi trong căn phòng trống, ngực cô đau quá men, cô bần thần nghĩ về những thời gian tuyệt vời, khoảng thời gian được nói chuyện với Takao. Thế rồi Yukino đã vùng dậy, cô bất chấp đôi chân trần và những cú ngã đau để dí theo tên phi công chết tiệt. Hai ánh mắt chạm nhau, Takao rối lòng, bảo Yukino cứ coi như là mình chưa nói gì đi, rồi cứ đứng chê cô. Đúng ra ngay từ đầu cậu đã nên tránh xa người như cô, một người mà xúc miệng bằng bia và ăn sáng bằng sô-cô-la, suốt ngày làm nhảm về mấy cái tan ca, rồi cứ nghe người ta nói mà mình chả chịu chia sẻ cái gì về mình. Giá như cô thẳng tuột rằng cậu là kẻ vô dụng, rằng ước mơ của cậu là hão huyền hay gì đó khác cũng được, nhưng đừng làm bản thân tổn thương, đừng mãi chịu đựng như thế. Những lời nói của Takao khiến đường ống dẫn lệ của cả hai bị rò rỉ. Và khi cảm xúc chạm đến Max, Yukino liền chạy xuống ôm chầm lấy cậu. Và cô bắt đầu sổ ra phần của mình. Takao chính là ân nhân cứu rỗi cuộc đời của Yukino. Cái khoảnh khắc này, nắng ấm lại chiếu rọi khắp nơi, xua đi cái màn mây trong cả hai con người tội nghiệp đó. Và vậy là happy ending. Bạn nghĩ thế á? Ừ thì cũng đúng phần nào. Takao trở lại cuộc sống bình thường, còn Yukino vẫn ra đi. Mùa mưa đã qua đi, nhưng có lẽ họ sẽ không cần những ngày mưa như thế để được tồn tại như trước nữa.